thủy lại kêu thanh thần. Năm non bãi núi Bà Hồng ôn hoàng dịch lễ lại kêu bài bà. Lại kêu tinh tú vậy mà cựu phẩm linh ba mười phẩm cung cô. Rủa kêu khắp hết thần linh lại chế thần thân chẳng linh chút nào. Cho nên mười chín coi vào trần gian chớ trách đi hỗn hào đừng than. Cũng đừng y sức nghìn ngang thánh thần không phải là hàng tay sai. Nói cho thiên hạ gây trái từ đây riết tới chẳng sai bớ trần.